Rồi, câu 3. Câu 3. Cho một cái tam giác vuông nè, A, B, C. Đó, cho tam giác vuông A, B, C. A, B, C. Đường cao là vuông góc với cạnh đối diện, đưa cái góc vuông vô cạnh đối diện nè, các bạn thấy không ạ? Đó, đường cao. BH là 4 nè. CH là 9 nè. Ok chưa ạ? Gọi IK lần lượt là hình chiếu của H lên AB, hình chiếu là vuông góc đó các bạn, vuông góc với cạnh A, AB nè. Đó. Là Y. Tiếp. K là hình chiếu của H lên A, AC nè. Đó. Vuông góc K. Rồi, câu A chứng minh tứ giác A, I, H, K là hình chữ nhật. Rồi, bạn nào biết cách chứng minh tứ giác A, I, H, K là hình chữ nhật, comment giúp đỡ số 1 đi mọi người. Bạn nào biết chứng minh comment giúp lại số 1 đi mọi người, comment giúp lại số 1 đi ạ. Rồi, vậy mình sẽ chứng minh nha. Bắt đầu mình xét nè. Xét tứ giác A, I, H, K. Thì ta có nè, góc A là góc gì ạ? 90 độ. Góc Y là góc gì ạ? 90 độ. Góc K là góc gì ạ? 90 độ. Suy ra tứ giác này là hình chữ nhật. Được chưa? Ta có. Cố gắng các bạn tập viết ba chữ giúp lợn I A K. I A K chính là góc góc A đó các bạn. A I H. A I H chính là góc Y đó các bạn. A K H chính là góc góc K đó các bạn. A K H bằng 90 độ. Được chưa? Những thằng này đều gọi là giả thuyết. Từ đó suy ra tứ giác A I H K là hình chữ nhật. Lý do tứ giác có ba góc vuông. Đó, ok chứ mọi người? Mọi người ơi, trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người.